Vediamo. Aspetta, che prego. Liam, non va a scoprire le cheveux, monsieur Liam. Non coupe les cheveux? Hello, parla io che l'hai, eh? Ah, oui. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hello, mọi người. Liam gần một tuổi rồi mà tóc Liam đã dài rồi. Hôm nay mình làm một video về cách tóc cho em bí. Nè, tóc Liam dài quá trời rồi đó. Tóc Liam dài rồi nè. Đó, dài phủ tay rồi. Nên cắt tóc cho Liam chuẩn bị sinh nhật. Mời cả nhà cùng theo dõi thử Liam đẹp trai sau khi cắt không nha. Các bạn chú hố với gia đình Alex cho cắt tóc cho em bé dì chị em nhiều nha. Đó. Wow, đẹp trai quá. Wow, chú ơi. Đó, đẹp tay xong rồi mày cúp cúp nha. Đó. Cúp túi nha. Cúp les cheveux hả? Chắc là cái chỗ đây phải dùng tăng đơ quá. Nó sẽ bớt hả? Ồ, cúp với này hả? Ồ, wow. Quá xa. Wow. C'est assis là, hein, Liam. Oh. Elle est où ta main? Elle est pas un pied. Elle est là, ta main. Là. Voilà. Ah, elle est là, la main. Ouais, elle est la main de Liam. Tu vois? Mais fais tchai tchai tchai, rino ima. Mm. Ok, tchai di. Mais cách nhanh chưa? Tranh thủ cách chưa không thôi hả? Wow, tu vois? Cái gia đình thông phân hả Liam? Chú bố? Ngồi dậy, ôi trời ơi. Ngồi dậy. Ăn cho nó ngồi ăn. Nó ngồi rồi. Ngồi dậy rồi. Chơi với les cheveux. Mình cho nó ăn nha. Cắt một bên nè, cắt bên đó. T'en bouge pas, regarde. Ah, ça va très bien. Wow, ngồi im cho mày cắt coi. Mày di chuyển cái gì vậy? Lè ra hết luôn. Oh no, to. Mày cúp này, thấy không? Mày cúp này. Ôi da. Các bạn có mà hơi vơi dài Alex không? Nè, anh cắt cho đợi anh ghé đây cắt cho nó coi. Ôi da. Les ciseaux là, pour couper. Tu vois ça? Nó không thấy tay đầu. Rồi, có cái áo này cũng như không rồi. Ôi. Đó, được một bên rồi đó. Này đưa đây, kéo ra cho. Cái tóc trên nhỏ thật á, khó quá à. Ở Việt Nam em cũng làm hả? Ui. Bởi vì em lâu rồi em mà không cắt tóc em biết lại bây giờ hả? Ta nói cắt. Hiểu không mày ta? Ouais, maman elle coupe les cheveux. C'est très bien, regarde. C'est le tailleur. Attends quand même un petit peu. Waouh, waouh. Wow. Ah, tu vois? Il y a plein de choses là-bas. Hein. Regarde. Oh, la terre là-bas. Ouais, tu vois? T'inquiète pas. Pas dans la bouche.
Thì là con gì có con khỉ kìa. Oh, regarde. Il va y avoir des singes après. La forêt avec des singes. Hein? Tu te rappelles? Papa singe, maman singe, les gros gorilles. Hein? Après, il y a les bébés aussi. Oui, après, il y a les bébés. Les bébés, ils sont où? Ils sont sur le dos de maman. Oui, les bébés, ils sont sur le dos de maman. Hein? Tu vas voir. Tu vas voir après. Regarde, regarde. Bientôt. Hein? Ah, c'est notre planète qu'on voit là-bas. Ah, une grosse planète bleue, hein, avec des nuages partout, tu vois. Tu vois ça? Oh, là-bas, c'est la nuit, hein. Il y a des lumières partout dans la nuit, tu vois. Tu vois ça? On voit toutes les lumières partout, là. Ouh là là. Et voilà. Regarde. Maintenant, on va voir les singes dans la forêt, tu vas voir. Regarde, regarde. Oh, la forêt! C'est ça la forêt. Tu vois la forêt là, Liam? Regarde. Waouh! Ouh, c'est la jungle. Tu vois? Oh là là! Il y a des arbres très très grands, les arbres. Tu vois ça, Liam? Regarde, regarde les arbres. Oh, ben. Regarde les arbres. Oh, c'est quoi ça? Ça, c'est un léopard. Hein? Oh là là, un léopard. Tu vois? Oh, il est où le léopard? Il est parti. Il est parti, le léopard. Attends, attends, bouge pas, bouge pas. Tu vois la veste de papa? C'est quoi ça? Attends, bouge pas, regarde. On va voir des singes. On va voir des singes et des éléphants après. Tu bouges pas, hein? Oh, c'est beau, hein? Waouh! Oui, regarde. Oh, voilà un bébé. Un autre bébé. Tu vois? Tu vois les bébés singes là-bas? Ouais, bien. Oh, papa singe là! Regarde le papa! Fait comme ça le papa, hein? Oui, hein? Il fait comment le papa singe? Oui, il fait comme ça le papa singe. Il met son doigt dans le nez. Papa singe, il a mis son doigt dans le nez. Hein. Oh, il ferme les yeux. Et pourquoi il ferme les yeux? Oh, un bébé. C'est bébé là. Et après, il y a quoi? Après, on va voir les éléphants. Oh, papa singe, j'ai entendu du bruit là-bas. Hein. C'est quoi ça? Les bébés et maman. Et après, on va voir l'éléphant. Tu vas voir. Bientôt, bientôt. Là. Il fait comme ça, papa singe. Oui. Ah, tu vois? Ça y est, tu vois? L'éléphant, hein? Ah, l'éléphant là-bas. Papa singe, il voit l'éléphant, il dit. Les éléphants, ils font. Ils font comme ça, les singes. Un singe encore. Il mange. Papa singe, il mange, tu vois. Là, il s'accorde. Là, il s'accorde.
Les oiseaux, ils vont danser après? Attends, mais pas tes mains dans la bouche, hein. Il y a des cheveux sur tes mains. Oh, l'éléphant. Il fait comment l'éléphant? Il fait comment l'éléphant, Lien? L'éléphant, il fait. Maman singe dans l'eau là. Rimé, ton nouk. Nous, maman. Ouais. Rimé, hein. Rimé. Rimé, ton nouk. Rimé. Ribé, t'es long quoi. Donc, t'es long quoi. Rimé. Tu vois? Les bébés singes, ils sont sur le dos de maman singe, hein. Rimé. Rikong, donc, t'es long quoi. Rimé. Riba, hein. Oui. Un éléphant, il prend son bain, un éléphant. Ouh, il crache de l'eau partout. Comme voy choy voy nous qui a. Tu vois? Ouais, il est dans l'eau. Oh, rime, voy crier comme noir. Hein? Tu vois? Rime, dit un, rie comme deux. Voilà. Oh, les éléphants. Voy mais voy con. Comme ça, d'autres. Hein? Oui, quand. Voy mais voy con, Lien. Regarde, voy con ton nous. Oh, il boit de l'eau. Voy mais voy con, il boit de l'eau là-bas. Đẹp chưa? Đẹp chưa ba? Oui, đẹp rồi. Em đẹp rồi, nó chưa biết. Vâng, em đi coi lại nào. Đẹp rồi không? Đẹp chưa? Đẹp trai rồi á. Chay rồi ạ. Ở bên đây chút xíu nữa. Regarde, les oiseaux, ils vont danser là. Lấy cái áo ra. C'est après ça, on voit les oiseaux, hein. Après, tu vas voir. Ils vont bientôt danser, les oiseaux. Voilà, nous, ça nous aide, hein. Donc ça nous vient, hein. Xanh nước biển á. Non, 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 la feuille. Oh, non, 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 la feuille. On enlève la feuille, hein. Voilà. Ah, il a tout nettoyé, hein. Đi không? Đẹp chứ, đẹp trai Đẹp rồi trai á. chưa? Đấy. Có mày rồi chứ. Rồi xong rồi. Xong rồi cả nhà. Cả nhà có thấy Liam khác không? À, em đẹp trai rồi á. Mày kết thúc đẹp á. Đấy. Liam khác rồi. Bây giờ cho Liam đi tắm. Sau đó quay lại cho cả nhà cùng xem nha. Ok, mai mong sương, mai mong ngoãm, mai mong đi tắm. Hẹn gặp lại các bạn chút xíu nữa. Liam tắm rồi quay lại rồi đây các bạn ơi, thấy lấy thấy Liam nó đẹp trai hơn chưa? Liam đẹp trai rồi, giống con trai rồi á. Cái tóc cho em bí Wow. thấy khổ không? Gia đình Alex Ừ, trai này mồ hôi ra luôn á. Cho nó im mà. cái tóc cho em bí thì phải khó hơn chút xíu. Đó, có tóc đẹp để chuẩn bị đón sinh nhật rồi. À, tuần sáu á. Dạ. Tuần sáu sinh nhật của Liam á, 1 tuổi á.
Nếu các bạn thích video này thì thích băng Liam này á thì nhớ like và đăng ký và viết trong comment nếu các bạn có còn nhớ cùng hỗ cho cái tóc không? Viết trong comment nha. Đó, Lian giống bà ba chưa? Để tắt một máy đi. Đó, tắt một máy vuốt lên. Ba di chuyển tắt đi. Alex biết gì trên tóc này. Nhằm thích. Em làm hay không? Em làm tóc cái gì giống như bà ba? Ba làm vậy hả? Vâng. Hẹn gặp lại các bạn ở những Ok, video tiếp theo. Au bye bye các bạn. revoir. Au Bye. revoir Liam. Au revoir Liam. Au revoir. Au revoir. Au revoir.